Rồi Ngọc Sương mến chào tất cả các cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 ha, thì em sẽ tiếp tục review lại một số cái dòng điện thoại cũ. Thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào hài lòng thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Qua số điện thoại là 0879 182 796. Và số Zalo cũng là số này luôn ha. Thì về hình thức bán hàng thì anh chị mua hàng bên em vui lòng cọc trước cho em từ 50 đến 100 ngàn nha anh chị. Cọc chuyển khoản hoặc là cọc thẻ cao gật theo ha. Cái số tiền cọc này sẽ được trừ trực tiếp vào tiền hàng luôn nha anh chị. Và anh chị nhà mình được kiểm tra hàng trước cái thanh toán ha. Về chế độ bảo hành thì bên em sẽ bao test bao xài cho anh chị trong vòng 1 tuần, nếu lỗi lầm gì thì đổi trả một đổi một nha anh chị. Còn về bảo hành về phần mềm thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị trong vòng 1 tháng ha. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là một con điện thoại dòng Vivo. Đây là một con điện thoại Vivo Y11 nha anh chị. Con này thì có màu xanh ngọc ha, ngoại hình của nó còn keng đẹp nha anh chị. Còn trên 95% máy rất là đẹp luôn ha, màn hình 6.3 inch. Số kiểu máy là Vivo 1906 nha anh chị, hay còn gọi là Vivo Y11 ha. Phiên bản Android là 11 chấm này. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ 32GB. Con này mình xài được 2 SIM mà có hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Phân tay con đầy đủ hết ha. Pin của nó thì 5.000, nói chung pin rất là ok, rất là trâu nha anh chị. Rồi giá bán của Vivo Y11 là giá 1,8 triệu ha. Giá 1,8 triệu tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán con lục và sạc nha. Cam kiếp ok hết nha anh chị. Rồi giá 1,8 triệu Vivo Y11 ạ. Rồi tiếp theo là một con Samsung. Đây là Samsung J7 Prime nha anh chị. Con này cái vỏ của nó có hơi nhâm nha anh chị. Có hơi nhâm nè. Nhâm nhẹ ha. Đây, có hơi nhâm. Mặt trước thì còn ok nha anh chị. Con này màn hình của nó thì 5.5 inch ạ. Thông tin thiết bị nè, Galaxy J7 Prime nha anh chị. Con này bản RAM 3, bộ nhớ 32GB và pin cũng nói là 3.300 ha, 3.300 mAh nha anh chị. Chức năng ok hết, giá bán cho anh chị là giá 1,3 triệu nha anh chị. Samsung J7 Prime giá 1,3 triệu, tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cân lực và sạc ha. Cam kết ok nha anh chị, giá 1,3 triệu ạ. Cái vỏ của nó có nhâm nhẹ nha anh chị, nhâm nè. Đó, có hơi nhâm nhẹ ha. Rồi tiếp theo thì em có hai con dòng Vivo Y95 ha. Này là Vivo Y95 nha anh chị, một con thì màu đỏ hồng, một con thì màu xanh dương. Và một con thì màu đen nha anh chị. Em có về ba con này, Vivo Y95 nha anh chị. Thì máy này là còn đẹp keng luôn hết ha, nói chung máy 98-99% luôn nha anh chị. Rất là đẹp, ngoại hình nói chung thì khỏi phải bàn về ngoại hình nữa ha. Rồi về cấu hình của nó thì cấu hình là RAM 6, bộ nhớ 128GB nha anh chị. Màn hình hiển thị rất là đẹp luôn ha, không ám mố phản quang gì hết nha anh chị. Nói chung máy còn rất đẹp, màn hình 6.2 inch ạ. Đây, giới thiệu điện thoại này Vivo 1807 hay còn gọi là Vivo Y95 nha anh chị. Phiên bản Android là 8.1 ha. Đây, cấu hình của nó thì RAM 6, bộ nhớ là 128GB nha anh chị. Pin thì 4030 ha. Phần tay còn đầy đủ, full chức năng hết nha anh chị. Giá bán là 1,9 triệu ha. Được cái RAM cao, bộ nhớ cao nha anh chị. Đó, cam kết ok hết ha. Đây. Rồi giá bán cho anh chị là giá 1,9 triệu ha. Gồm có 3 màu nha anh chị, màu xanh dương, màu đỏ và màu đen nha anh chị. Chức năng này nó ok hết ha. Rồi hai con này em test cam cho anh chị xem luôn ha. Cam kiểu ok đây nha anh chị. Rồi chốt Vivo Y95 giá 1,9 triệu ha. Rồi tiếp theo là con Vivo Y93 ạ. Vivo Y93 em có hai màu nha anh chị, một màu là màu xanh đen, hai là màu xanh tím nha anh chị. Nói chung hình thức của nó cũng đen khoảng 98% luôn ha. Màn hình cũng 6.2 inch nha anh chị. Rồi em giới thiệu cái con màu xanh đen trước ha. Số kiểu máy là Vivo 1807 hay còn gọi là Vivo Y93 ha. Phiên bản Android cũng là 8.1 nha anh chị. Và con này cấu hình của nó thì RAM 3, bộ nhớ 64GB ha. Xin lỗi nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB thôi nha anh chị.
Vivo i9 3 RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Mọi chức năng ok full hết ha. Giá bán cho anh chị là giá 1 triệu rưỡi nha anh chị. Vivo i9 3 giá 1 triệu rưỡi ha. RAM 3 bộ nhớ là 32 GB. Pin của nó là 4030 luôn nha anh chị. Chức năng ok hết, giá 1 triệu rưỡi con màu xanh đen này ha. Rồi còn đối với cái con mà màu xanh xanh tím này nha anh chị. Xanh tím này thì ngoại hình của nó cũng còn len ken. Đây ha, giới thiệu điện thoại này Vivo 1807. Con này thì bản RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Con màu xanh tím thì RAM 4 bộ nhớ 64 GB ạ. Đây, RAM và không gian lưu trữ này, RAM 4 này nha anh chị, bộ nhớ 64 GB. Pin của nó cũng là 4020 ha. Mình xài được hai SIM mà có hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Máy rất là đẹp luôn ha. Rồi cam thiết này nè, ok nè. Cam selfie ha. Cam sao đây. Rồi giá bán cho anh chị cái con RAM 4 là giá 1 triệu 7 ha. 1 triệu 7 máy rất là đẹp luôn nha anh chị. Rồi tiếp tục là một con dòng Oppo Reno. Này là Oppo Reno 2 ZI nha anh chị. Con này máy này cũng khoảng 98-99% luôn nha anh chị. Nói chung máy còn rất là ken. Em mới gỡ cái miếng siêu ra nha anh chị. Miếng siêu em gỡ ra rồi ha. Nói chung máy còn khoảng 98% nha anh chị. Màn hình 6.4 inch. Con này thì màn hình Super AMOLED ha. Màn hình trắng sáng này. Giới thiệu về điện thoại đây ha. Tên thiết bị là Oppo Reno 2 ZI nha anh chị. Con này thì phiên bản Android 9 chấm ha. Cấu hình thì RAM 8, bộ nhớ là 256 GB nha anh chị. Được cái thì RAM cao và bộ nhớ cũng cao luôn ha, 256 GB. Xài được hai SIM hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Full chức năng hết ha. Con này thì có cam đẩy nha anh chị. Cam selfie là cam đẩy ha. Cam trước, cam sau này rất là nét luôn nha anh chị. Cam selfie đây ạ. Cam selfie cực kỳ nét luôn ha, cam đẩy lên này. Con này thì nó chạy chip là B90 nha anh chị, màn hình hiển thị rất là đẹp luôn. Giá bán cho anh chị là giá 3 triệu tư nha anh chị, giá 3 triệu tư ha. Con này cái miếng sau còn dán cái miếng keo nha anh chị, gỡ ra thì nó gỡ ra ha, dán lại cho nó khỏi bị trầy á. Pin con này thì 4.000 nha anh chị, đây máy rất là đẹp luôn, giá 3 triệu tư ha. Rồi tiếp theo là em có con Oppo Reno Z nha anh chị. Con này màu đen ha, ngoại hình cũng còn 98 nha anh chị. Máy rất là đẹp ken luôn ha. Con này thì cũng là màn hình Super AMOLED này. Giới thiệu điện thoại đây ha, Oppo Reno Z phiên bản Android 10 chấm nha anh chị. Cấu hình RAM 8, bộ nhớ là 256 GB ha. Pin 4.000, hỗ trợ sạc nhanh, sạc AC. Con này thì có hiển thị vân tay trên màn hình nha anh chị. Cam kết này nào ok hết ha. Rồi giá bán của Oppo Reno Z là giá 3 triệu 2 nha anh chị. Giá 3 triệu 2 tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cân lực và sạc ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Redmi. Này là Redmi Note 9 nha anh chị. Redmi Note 9 màu xanh lá ha. Con này thì cái vỏ của nó có hơi nhăm trầy theo thời gian nha anh chị. Đây, có hơi nhăm trầy này là do xài ốp lưng nè. Màn hình to 6.5 inch nha anh chị. Con này thì màn hình chọt lỗ ha. Tên thiết bị là Redmi Note 9 nha anh chị. Phiên bản Android là 11 chấm ha. Và con này cấu hình của nó thì RAM 3 cộng 1, bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Pin là 5020 ha. Có hỗ trợ sạc nhanh, sạc taxi nha anh chị. Vân tay hiển thị đầy đủ hết ha. Giá bán cho anh chị là giá 2 triệu rưỡi nha anh chị. Redmi Note 9 giá 2 triệu rưỡi ha. Và con này nó sở hữu chip là G85 nha anh chị. Mua và xài chơi game Liên Quân Free Fire này nào ok ha. Rồi giá 2 triệu rưỡi tặng kèm cho anh chị đầy đủ phụ kiện ha. Rồi tiếp tục là một con dòng Oppo F9 nè. Con này thì màu màu đỏ nha anh chị. Màu đỏ, ngoại hình còn khoảng trên 95%. Màn hình 6.3 inch, màn hình giọt nước. Oppo F9 này phiên bản Android 10 chấm ha. Con này thì sở hữu RAM 4, bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Xài hai SIM có hỗ trợ SIM 4G ha. Vân tay còn đầy đủ. Giá bán cho anh chị là giá 2 triệu chẵn ha. Oppo F9 giá 2 triệu. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán gương lục và sạc ạ.
Cam phiếu ok nè. Rồi tiếp tục ha. Tiếp tục thì em có một con dòng Oppo A5 nha anh chị. Oppo A5 con này thì màu xanh dương ha. Màu xanh dương. Ngoại hình của nó tầm khoảng 95% ạ. Nói chung còn tương đối đẹp nha anh chị. Màn hình tai thỏ 6.2 inch. Tên thiết bị là Oppo A5 đây ha, phiên bản Android 8.1. Con này thì RAM 3, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Pin của nó là 4000 ha, xài hai SIM, có hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Cái này là nó dơ nha anh chị, nó dơ. Mình lấy cái miếng dẻ mình leo thì nó sạch thôi ha. Rồi ok. Rồi giá bán của Oppo A5 là giá 1.550.000 nha anh chị. Màu xanh dương. Giá 1.550.000 ha. Chức năng full hết nha anh chị. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán khung lục và sạc luôn ha. Rồi tiếp tục là con Oppo A1 cam. Con này thì màu đỏ nha anh chị, ngoại hình còn len ten ha. Ngoại hình còn đẹp. Màn hình 6.1 inch nha anh chị, con này thì màn hình giọt nước. Oppo A1K này phiên bản Android 9 chấm ha. Con này thì RAM 2, bộ nhớ là 32GB nha anh chị, pin 4000 ha, mua về xài Zalo, Facebook, TikTok này nọ thì ok. Rồi giá bán cho anh chị là giá 1.3 triệu thôi ha. Oppo A1K giá 1.3 triệu, tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cân lực và sạc ha. Rồi tiếp theo là con dòng Huawei. Này là Huawei Y9 2019 nha anh chị, màu đen ha. Con này cái vỏ sau của nó cũng có hơi nhâm nha anh chị. Có nhâm nè. Màn hình tai thỏ, con này màn hình của nó được cái là nó màn hình lớn hơn 6.5 inch. Mua về xài xem phim Zalo, Facebook, TikTok này nọ thì ok ha. Huawei Y9 2019 nha anh chị, phiên bản Android 9 chấm. Con này thì RAM 4, bộ nhớ 64GB ha, và pin của nó là 4000 nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ hết ha. Rồi giá bán cho anh chị là giá 1.6 triệu cho anh chị luôn ha. Huawei Y9 2019 giá 1.6 triệu cho anh chị ha. Con này thì em sẽ tặng cho anh chị một cái miếng dán thân lực và bộ sạc nha anh chị. Con này em không có ốp lưng đâu ha, cho nên em đỡ giá cho anh chị là giá 1.6 triệu ạ. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha anh chị, full chức năng hết. Rồi chốt con này ha, giá 1.6 triệu, Huawei Y9 2019. Rồi tiếp theo là con dòng Samsung. Này là Samsung A11 nha anh chị. Màu xanh ngọc ha. Màu xanh ngọc, ngoại hình của nó còn khoảng 95% nha anh chị, nói chung là tương đối ạ. Màn hình chọt lỗ 6.4 inch nha anh chị. Đây ha, Galaxy A11 nè. Con này phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB và pin con này là 4000 ha. Con này có hỗ trợ sạc nhanh, sạc Type-C nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ. Giá bán cho anh chị là giá 1.950.000 ha. Samsung A11 giá 1.950.000 nha anh chị. Mình xài được hai SIM, có hỗ trợ SIM 4G ha. Rồi tiếp tục là một con dòng Realme. Này là Realme 3 nha anh chị. Realme 3 ha. Màu xanh đen, ngoại hình của nó còn keng nha anh chị. Rất là đẹp nè. Không xước xát gì hết ha. Con này thì màn hình của nó thì 6.3 inch nha anh chị. Tên thiết bị là Realme 3 ha, phiên bản Android 10 chấm đây. RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Xài hai SIM nha anh chị, máy full chức năng hết, vân tay còn đầy đủ này. Realme 3 nha, giá bán là 1.8 triệu nha anh chị. Giá 1.8 triệu, tặng kèm cho anh chị đầy đủ phụ kiện ha. Rồi tiếp theo thì em có một con dòng máy cỏ này. Này là Redmi 6A nha anh chị. Redmi 6A màu đen ha. Con này thì màn hình của nó thì 5 chấm thôi nha anh chị. 5 chấm nói chung thì cũng nhỏ gọn ha. Cái ngoại hình của nó vỏ sau này có nhâm xước nha anh chị. Nhâm xước, cái kính cam cũng xước này ha. Và bên đây nó có bị mẻ, có bị nứt một đường nha anh chị. Anh chị thấy rõ bên vỏ dưới này nè, có nứt một đường như thế này ha. Đây. Rồi anh chị mua về xài chữa cháy Zalo, Facebook, TikTok ok ha. Cảm ứng mượt nha anh chị, con này lướt mượt ha, không đến nỗi là nó chậm đâu nha anh chị. Redmi 6A này, phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị. Phiên bản Android 8.1 chứ.
RAM hai bộ nhớ 16 GB ha, nói chung mua về xài làm máy phụ thì ok, giá bán cho anh chị là giá 600.000 nha anh chị, giá 600.000 ha, mình xài được hai sim mà có hỗ trợ sim 4G nha anh chị, giá 600, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc, tặng kèm bộ sạc và một cái miếng dán cường lực cho anh chị luôn ha, tặng cho anh chị một cái ốp lưng nữa nha, nói chung thì phụ kiện đầy đủ nha anh chị, giá 600 ạ. Rồi tiếp tục là một con dòng Realme Ser 2 nè. Đây là Realme Ser 2 cũng màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen. Ngoại hình của nó tầm 95%. Màn hình 6.1 inch. Giới thiệu điện thoại đây ha, Realme Ser 2 phiên bản Android 9 chấm nha anh chị. Cấu hình thì RAM 2 bộ nhớ là 32 GB. Và pin của nó là 4.000 nha anh chị. Chức năng ok hết, giá bán là 1.3 triệu cho anh chị luôn ha. Realme Ser 2 giá 1.3 triệu ha. Tặng kèm ốp lưng, dán cân lực và sạc ạ. Rồi tiếp tục là em còn con dòng Vivo. Này là Vivo U10 nha anh chị. Vivo U10 màu xanh đen. Con này ngoại hình của nó còn khoảng 93-94% nha anh chị. Màn hình giọt nước 6.3 inch. Đây ha, giới thiệu điện thoại này, Vivo 1916 nha anh chị, hay còn gọi là Vivo U10 ha. Phiên bản Android là 9 chấm này. Cấu hình thì RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị, và con này nó chạy chip Snap là 665 ha. Mua về xài chơi game này nọ ok. Pin thì 5.000 nha anh chị, xài hai sim có hỗ trợ sim 4G ạ. Vân tay còn đầy đủ hết ha. Rồi giá bán của Vivo U10 là giá 2 triệu chẵn cho anh chị luôn ha. Giá 2 triệu chẵn, tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cân lực và sạc ạ. Rồi tiếp tục thì em còn con dòng Redmi. Này là Redmi Note 5 nha anh chị, màu đen. Redmi Note 5 màu đen ha. Ngoại hình của nó còn khoảng tầm 92% nha anh chị. Còn khoảng 92% á ha. Màn hình 6 chấm nha anh chị. Con này nó chạy chip Snap là 625 ha, mua về xài chơi game được nha anh chị. Nói chung chơi game được thôi chứ không có phải là game mượt mà như mấy cái con mà dòng cao đâu ha. Chơi game Liên Quân Free Fire này nọ thì được. Redmi Note 5 này. Con này phiên bản Android 9 chấm. Cấu hình thì RAM 3 bộ nhớ là 32 GB ha, và pin của nó là 4.000 nha anh chị. Vân tay hiển thị đầy đủ hết ha. Giá bán cho anh chị là giá 1.4 triệu. Tặng kèm cho anh chị cái ốp lưng, dán cường lực và sạc ha, giá 1.4 triệu thôi nha anh chị. Rồi tiếp tục là một con dòng Mi. Này là Redmi 5 Plus nha anh chị. Màu vàng gold ha, màu vàng gold. Con này ngoại hình của nó cũng còn tương đối nha anh chị. Màn hình của nó thì 6 chấm ạ. Redmi 5 Plus này, con này phiên bản Android 11 chấm ha. Cấu hình thì cũng RAM 3 bộ nhớ 32 GB, và con này nó chạy chip Snap là 626 nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ ha. Giá bán cũng 1.4 triệu thôi nha anh chị. Giá 1.4 triệu, tặng kèm cho anh chị cái miếng dán cân lực và bộ sạc ha. Giá 1.4 triệu ạ. Rồi tiếp tục là con dòng Redmi 9C. Redmi 9C màu đen nha anh chị. Con này màn hình to 6.5 inch ha. Con này hết pin rồi, em khởi động lại xíu nha anh chị. Redmi 9C nha anh chị. Đây ha, giới thiệu điện thoại này. Redmi 9C, con này bản RAM 2 bộ nhớ là 32 GB nha anh chị. Pin của nó thì 5.000 ha. Có vân tay đầy đủ hết nha anh chị. Mua về xài Zalo, Facebook, TikTok cho bé học online ok ha. Rồi ngoại hình của nó còn rất là đẹp luôn nha anh chị, máy zin hết ha. Rồi giá bán cho anh chị là giá 1.8 triệu nha anh chị. Giá 1.8 triệu, tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán cân lực và sạc ạ. Redmi 9C. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A5 ha. Này là Oppo A5 màu xanh đen nha anh chị. Con này ngoại hình của nó còn tầm 95%. Giới thiệu điện thoại này ha, Oppo A5 2020, phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị. Cấu hình thì RAM 3 bộ nhớ là 64 GB ha, và con này pin của nó là 5.000 nha anh chị, pin rất là ok, rất là trâu luôn ha. Nó chạy chip Snap là 665 ạ. À.
có hỗ trợ sạc nhanh, sạc taxi nha anh chị. Rồi giá bán của Oppo A5 đời 2020 là giá 2.250.000 nha anh chị. Giá 2.250.000 tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán con lục và sạc ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Realme Ser 3 màu đỏ nha anh chị. Con này ngoại hình của nó còn tầm khoảng 92%, có nhâm nhẹ xíu nha anh chị. Màn hình to 6.5 inch ha, mua về xài cho bé học online ok. Màn hình hiển thị rất là đẹp luôn nha anh chị. Realme Ser 3 đây, phiên bản Android 10 chấm nha anh chị. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB ha. Và con này nó chạy chip là G70 nha anh chị. Mọi chức năng full ok hết. Vân tay còn đầy đủ này, pin rất là trâu luôn nha anh chị. Pin tới 5.000 luôn ha. Rồi giá bán cho anh chị là giá 1.700.000 nha anh chị. Giá 1.700.000. Tặng kèm cho anh chị ốp lưng, dán thân lực và sạc ha. Rồi cuối cùng là một con dòng Vsmart nha anh chị. Này là Vsmart Lite nè, màu đen ha. Con này vỏ sao của nó cũng có hơi nhâm nha anh chị. Vỏ sao hơi nhâm nhẹ ha. Màn hình Super AMOLED nha anh chị. Con này thì cái vân tay của nó hiển thị trên màn hình đấy ha. Màn hình 6.2 inch nha anh chị. Tên thiết bị là Vsmart Lite đây nha. Phiên bản Android là 10 chấm đây ha. Cấu hình thì RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Xài 2 SIM, có hỗ trợ SIM 4G ha. Rồi giá bán của Vsmart Lite là giá 2.000.000 chẳng cho anh chị ha. Giá 2.000.000 chẳng, tặng kèm cho anh chị miếng dán thân lực và bộ sạc ha. Con này nó chạy chip Snapdragon 675 nha anh chị. Mua về xài chơi game rất là mượt ha. Rồi giá 2.000.000 chẳng cho anh chị ạ. Rồi thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào hài lòng thì cứ alo trực tiếp cho Ngọc Sương ha. Qua số điện thoại là 0879182796. Rồi em xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.